Hạ quân dấp tí bằng nay, cơ trời đã khiến lập đời thường lai. Cây ông trưởng lão giáo truyền khuyên trong lê thư khắp nơi làm lành. Dương trần ít kẻ kính thành mạng lo làm giữ việc lành bỏ đi. Ngọc hoàng lụy nhỏ lâm ly mới sai chư tướng súng thì răng dân. Làm đau nhiều bệnh muôn phần, cho nên Phật tổ ân cần ra đi. Tâu qua ngọc để một khi thư dung trần thế nhân dân đặng nhờ. Ngọc hoàng nghe nói ngẩn ngơ, mới sai chư vị một giờ ra đi. Xuống răng trần thế vậy thì dạy răng trần thế làm lành tu thân. Ta nay phần cốt ở trần, phần hồn Phật khiến xa gần phải đi. Giáo truyền thiên hạ vậy thì mười phần dạy đặng vậy mà có hay. Tôi vinh đức Phật Như Lai, giấy cầu mệt mỏi giải hoài không nghe. Thế trần đâu biết kiên dè, nghe lời ma quỷ lại chê Phật trời. Giải truyền thiên hạ khắp nơi, trăm phần rắn dài vậy thời đôi mươi. Thấy trong thiên hạ nực cười kẻ ác, thì có người lành thì không. Khuyên trong tinh nữ thiện nam, gắng mà tu niệm thiên đàng đặng lên. Ai mà chẳng có chí bền, ngày sau yêu quỷ phân thấy chẳng còn. Hỏi mình là đạo làm con, tu cầu cha mẹ Phật đường an thân. Đời này mắt nạt thịt trần, gần công tu niệm Phật đường độ thân. Gầm trong thiên hạ vạn dân, không lo tu niệm phải lâm đọa đài. Như Lai Bồ Tát bằng nay, nói với Ngọc Hoàng xét lại cho dân. Phật sai tôi phải ân cần rao truyền đạo chánh cho dân tu trì. Phật bà khuyên dạy một khi, rước người tu niệm đem lên tòa vàng. Ai mà ăn ở nghinh ngang, tà ma yêu quỷ đón đàn phân thay. Phật trời ngự chốn phương Tây, thầy đưa hung ác chẳng còn thấy thi. Phật biểu niệm chữ từ bi, thầy trong ba tánh ít ai làm lành. Đem lòng hung dữ chiến tranh, làm cho chư Phật sầu bi trong lòng. Như Lai lụy nhỏ rộng rộng, biết làm sao đặng cứu rài chúng sanh.
mời sai bốn vị thần nhân tới đâu truyền dạy vậy thì chúng sanh. Mười phần dạy đặng hai phần, còn tám phần nữa lại không nghe lời. Năm nay đời đã đến rồi, Phật sai xả tội với thời cho dân. Năm nay phải kiếp ân cần, giáo truyền khắp hết đi xa gần tu thân. Mấy người làm phước làm nhân, tu thời nhất kiếp phước liền bên lưng. Ai mà chẳng biết tu thân thì sao phải đọa muôn phần chẳng an. Mấy người lên đặng tòa vàng, có công tu niệm chư thần đưa lên. Cho nên xa chúng trần gian, Phật trời xuống phước khỏi mang tai nạn. Lại thêm giữa đặng tòa vàng, công danh phú quý hiển vang rạng ngời. Ai mà dạy chẳng nghe lời, trời sai yêu quỷ hại mà chẳng sai. Đừng than đừng trách Như Lai, sao không cứu khổ cứu tai chúng này. Tại mình lầm ở tà tay, chẳng thương cha mẹ lại khi Phật trời. Cho nên Phật bỏ giữa vời, trời sai yêu quỷ hại mà tan quan. Kẻo mà khi dễ nghinh ngang, để cho yêu quỷ phân thấy cho rồi. Tu không phải tốn tiền ngàn, ngày sau giữa đặng tòa vàng quốc vương. Thấy ai tu niệm thì thương, mấy đứa hung dữ chẳng chừa là ai. Măng nhiếc trời Phật điếc tai, hễ là làm ác ác lai đến hoài. Làm thiện thì thiện quần lai, nói cho ba tấn ai ai giữ mình. Đằng sau coi hội lòng đình, khuyên cho nam nữ lòng gìn tu thân. Ráng mà niệm Phật ân cần, bằng không tu niệm phải lâm tai nạn. Những người hung ác ngẩn ngơ, trời sai yêu quỷ rải rải chẳng tha. Đời đà tận thế vậy mà, mùa nam gió bất kỳ đông thời gió tây. Mấy trời nay đã đổi xây, công danh có một hồi này mà thôi. Ai mà gắng chí cao dồi, chí tâm tu niệm đặng ngồi tòa sen. Mấy đứa hung ác nghìn ngang, vô thường quỷ dắt ngục đường khảo trang. Tu là kính trọng mẹ cha, cầu trời cầu Phật Di Đà cứu an. Kinh cùng chư thánh chư tiên, bãi bà hai cầu cửu thiên thánh thần.
Ngọc Hoàng ngồi ngự trên ngai, thấy trong ba tánh đời này không kiêng. Phật biểu thì tôi giấu truyền khuyên, trong nam nữ trẻ già gánh công. Niệm Phật hai chữ Di Đà, có ngài Phật rước khỏi mà yêu ma. Làm con phải xét gần xa, ơn cha nghĩa mẹ lẽ nào chẳng mang. Ai sanh ai dưỡng chẳng màng, chửi cha mắng mẹ là loài súc sanh. Để cho ma quỷ phá tan, răng đồ bội nghĩa chẳng toàn thay thi. Nam mô hai chữ từ bi, mấy người tu niệm vậy thì rước lên. Rước người tu niệm chí bền, còn kẻ hung dữ bỏ trôi cho rồi. Năm nay đời đã gần rồi, gắng công tu niệm vậy thời bớ dân. Bên lòng niệm Phật ân cần, gắng công tu niệm cung bằng bạc muôn. Niệm Phật không đợi người thương, có lòng cầu nguyện Tây Phương cùng gần. Hãy là người ở dưới trần, có lòng Phật độ dựa nương theo mình. Phật không có biểu tụng kinh, gắn cầm khăn bay chúc nguyện mẹ cha. Nam mô Đức Phật Di Đà, cứu cha cùng mẹ tôi mà siêu thân. Tụng kinh trăm cuốn không bằng, chỉ công tu niệm Phật thần độ cho. Bằng ai mà chẳng có lo, mong lòng làm giữ nạn to chớ phiền. Phật trời sai khiến thần tiên, tuần du trần thế khắp miền nhân gian. Xem trong tội phước rõ ràng, có phước cho phước tội rày khảo trang. Lại sai quỷ mỹ tà ma, hại kẻ hung ác đấy mà làm chi. Ai mà tâm tánh từ bi, Phật sai chư vị xuống thì rước lên. Những kẻ hung ác chẳng bền, hổ lang ác thú bắt rài chẳng tha. Thịt ăn xương bỏ dây đầy, nói cho ba tánh đời này tu thân. Ráng mà làm phước làm nhân, thời là ác có Phật sai rước về. Làm ác thì khổ nhiều bề, làm lành Phật rước đăng về bồng lai. Thanh nhàn khoái lạc vui thay, làm ác thì lại mất ngay xác hồn. Làm lành thì mình đắng tôn, làm dữ ác thu xác hồn nuốt tiêu. Người hiền nói ít biết nhiều, cơ trời đã định chẳng chiều thời mai. Cuộc đời thấy khổ lâu ngày, nói cho nam nữ ráng mà tu thân.
giáp ti khổ não trăm phần, không phải thái bình ngày rài dân ôi. Cớ trời ách nước có rồi, tôi khùng mà nói chuyện đời có không. Tánh khùng khi nhớ khi quên, gái trai già trẻ coi nên thì dùng. Ngồi buồn nói chuyện tam khùng, mặc tình ba tánh có dùng thì coi. Việc đời khó thiệt hẳn hồi, tu hành thời đang sống coi lập đời. Thương dân nên nói hết lời, gái trai chẳng xét tội thời bất dung. Khuyên nói ba tấm hai cùng, tôi thiệt điên khùng nhiều nỗi thiết tha. Hết trẻ thì tôi lại già, hết già tới trẻ ấy mà có hay. Thương trần nên mới chịu sầu, kẻ kêu người gheo nào đâu dám phiền. Chừng nào già trẻ biết ngoan, rủ nhau niệm Phật mới an thân già. Nam mô Đức Phật Di Đà, cầu cho ba tánh trẻ già đặng an. Quyển thứ nhì, ngồi buồn khùng nói chuyện điên, thấy trong ba tánh ưu phiền xót thương. Ít ai ở đặng hiền lương, cho nên mắc phải tai ương nhiều bề. Thấy trong trần thế ủ ê, sang giàu có của lại che người nghèo. Ta từng lên núi xuống đèo, ít ai có đặng chữ nghèo như ta. Đời này bạc ác tinh ma, dạy bảo chẳng đặng vậy mà Phật ôi. Giáp ti cởi cuộc chưa rồi, bước qua ất sầu khổ thôi nhiều bề. Làm cho nhiều việc tiêu điều, muôn ngàn thiên hạ chính chiều thôn vôn. Kẻ thời khóc mẹ kiếm con, ruộng trâu đã hết chẳng còn món chi. Cửa nhà tan nát vậy thì, đất bằng sâm vậy còn gì trời ơi. Chừng nào đến việc biết đời, bây giờ chưa thấy vậy thời chưa nghe. Thế trận đâu biết kiên dè, chê rằng nói lâu mà nghe làm gì. Chừng nào thấy việc gì kỳ, đón đường nó bắt vậy thì mới tin. Lại có một mối âm binh, làm đau nhiều chứng trong mình chẳng an. Kẻ thời nát ruột nát gan, người lấy nát thịt tan xương chẳng còn. Viết đời càng mong càng mòn, nói cho ba tánh muốn còn tu thân. Ráng mà làm phước làm nhân, ngày sau thì đặng thanh nhàn tâm thân. Lại cầu chư Phật chư
thân cứu quyền thất tổ ân cần chẳng sai. Cầu nguyện lại giây hôm mai, cầu trời khấn Phật bằng nay đêm ngày. Ai mà giữ đặng lâu dài, cứu quyền thất tổ đặng lên tòa vàng. Mấy đứa hung dữ ngang tàn, vô thường quỷ bắt cái ngục đàn xử tra. Hỏi nào cha mẹ ông bà, cứu quyền thất cái tổ ở mà nơi đâu. Chốn này là Phật đương đầu, mấy đứa hung ác thì cầm lại đây. Nói cho già trẻ đặng hay, ráng mà niệm Phật Di Đà cứu cho. Như ai mà chẳng có lo, đến cơn bát loạn Phật đâu cứu mình. Người hiền về chốn Tây Phương, Phật trời xuống phước khỏi nơi chúng này. Nhân hiền đâu có tội này, làm ác thì lại mắc rài nơi đây. Thác thời cầm ở ngục này, sống còn dương thế tà ma hải hoài. Tàn gia bại sản bằng nay, lại thêm nhiều chứng hải hoài rất hung. Người điên mà nói chuyện khùng, mặt tình trần thế có dùng thì nghe. Khùng sao mà biết thiên cơ, cũng là Phật khiến cho khùng lại điên. Xin trong nam nữ đừng phiền, ráng nghe điên dạy khỏi miền trần ai. Điên là điên Phật Như Lai, khùng là chữ Phật khiến sai nên khùng. Phật Thầy mến kẻ sửa mình, ai mà giữ đặng thật rài hiển vinh. Cõi trần nhiều kẻ thì khinh, thấy đời chưa đến biết chi làm lành. Ai mà giữ đặng tâm thành, khỏi trong hoạn nạn tổn sanh thấy đời. Phật trời nói chẳng sai lời, lắm quá là hội Phật trời lập ra. Lập rồi cái hội lắm quá, cho người tu niệm đắng mà bao nhiêu. Chọn lựa coi thử ít nhiều, người lành kẻ dữ còn thiếu lẽ nào. Minh Vương xuất thế ngồi cao, lập đời thương cổ anh hào hiền lương. Chọn người của Phật mến thương, đặng giao môi nước cho vương minh hoàng. Gian tàn ở dọc ngang, tụ di tam tộc đặng răng nịnh thần. Mấy người làm phước làm nhân, lòng qua một hội quân thần Âu Ca. Còn kẻ ác đức bất nhân, có tướng chư thần phanh nát thịt xương. Nói cho già trẻ đặng tường, cái ác tùng thiên Phật thương rước về. Tòa vàng mới được giữa cây, kẻ ác thời lại mắc bề gian nan. Lại thêm mắt phải tay nàng,
cuộc đời tôi thấy rõ ràng đâu sai. Nam mô Đức Phật Như Lai, cứu người tu niệm lên đài thánh thơi. Phật cho tôi biết việc đời, vâng lĩnh Phật trời dạy biểu thế gian. Tội phước tôi thấy rõ ràng, gánh công tu niệm ở đời mà coi. Số dần vốn thiệt hắn hồi, cầu trời khấn Phật sống coi lập đời. Tôi khuyên tôi nói ít lời, mặc tình ba tánh muốn thời ghi coi. Cuộc đời quá thiệt hắn hồi, hồi 18 nước tôn vương đế hoàng. Đành coi cái hỏi long qua, cho người tu niệm hoàng gia tôn thần. Lại còn cái hỏi long dân, quân thần công lạc thấy đều vui chơi. Người lành mới đặng thành thơi, qua dân hai hội chúa tôi vui vầy. Làm mát thì lại mất thấy, đâu còn coi hội rồng mấy nửa lần. Tu niệm thì Phật thấy mừng, làm dữ ác thú lấy lần phân thay. Hồ lan ác thú muôn bày, ác thú dung của Phật thầy sai đi. Thú sao nhiều thú dị kỳ, biết sao cho hết khác thì thú nay. Lớp bay lớp chạy lăn xăng, chừng đó cầu nguyện Phật ngừa đằng đâu. Tu niệm nó thấy cúi đầu, người tu của Phật nó mà dám đâu. Cuộc đời trăm tham ngang sâu, thiện ác đau đầu kẻ xuống người lên. Thiên đường địa ngục đôi bên, người tu của Phật Tây Phương rước về. Làm giữ hay quỷ giao cây, dẫn về địa phủ khảo tra nhiều bề. Đến chừng thấy tội u ê, cầu trời khấn Phật cứu rài đằng đâu. Thấy chuyện hung dữ mã rầu, nói cho nam nữ đâu đâu hay cùng. Trẻ già ai có nghe khùng, cải ác tùng thiện thì khùng cứu cho. Điên khùng hết giả cần lo, cầu cho già trẻ cứ lo tu trì. Ngồi buồn khùng nói dân di, Phật trời đài đoá khó rài biết bao. Quan âm đạo sĩ truyền rao, giáo khuyên coi thế hung hào đừng ham. Trung càng thanh đức già lam, nịnh như đồng trác mắt chàng phong tiên. Ngồi buồn khùng nói chuyện điên, Phật biểu chuyện hiền khùng nói dữ đang. Khùng này khùng của Phật bà, cho nên khùng rõ vậy mà chẳng sai. Bốn đạo ba tánh ai ai, nghe lời khùng dạy ngày mai coi đời.
khùng là khùng Phật khùng trời, cho nên khùng biết việc đời hết trơn. Thương đời nên dạy hết lời, mắt tình già trẻ não hơn trần gian. Thân khùng giấc ngủ nào an, kẻ kêu người reo nào an giấc nằm. Chừng nào trai gái trì tâm, rủ nhau niệm Phật Quan Âm độ mình. Thời khùng mới đặng an thân, sinh trong ba tánh vạn dân chỉ tình. Ráng mà niệm Phật cứu mình, đến chừng lập hội lâm đình hiển vinh. Cửa trời mở rộng thinh thinh, trách lòng ba tánh không tình thác ngoan. Giảng này của Phật Tây Phan, cho khùng đăng giải cứu án dương trần. Trao cho ba tánh vạn dân, răng công tu niệm Tây Phương an nhàn. Ai muốn làm tối minh hoàng, chí công tu niệm quân thần hiển vinh. Lâu đài vinh dãi nghinh ngang, đi thời lại có lầm tàn phủ chen. Răng dạy ba tánh không nghe, nữa sao đừng trách không nghe không rầy. Ai muốn coi hội rồng mây, bền lòng tu niệm Phật bà rước đi. Phật tiên đâu có nói gì, thương người tu niệm siết chi vui mừng. Ngồi trên mây bạc chính tầng, cảm thương hung ác mắt chứng đọa đài. Tội kia thâu đến thiên đình, sao không tu niệm ăn năn giữ mình. Không tu thì cũng mặc tình, càng chỉ kiêu ngạo cho mình hao hơi. Dẫu khuyên than nói hết lời, ghét thay đứa dạy dạy hoài không nghe. Thương người tu niệm kiên dè, nghèo nàn đói khó biết nghe Phật trời. Phật sai tôi phải giáo truyền, nói cho hết tiếng hết hơi lại phiền. Nhà giàu nó ý nhiều tiền, nó đâu có kể có kiên thành khùng. Cuộc đời nói chẳng có cùng, thương trong lễ thứ biết chừng nào nguôi. Bây giờ nhiều kẻ tới lui, hết cơn vinh hiện thời tôi một mình. Nghĩ đời nhiều kẻ vô tình, mai sao tôi lại tách mình đi xa. Thương thay ba sĩ vậy mà, bơ vơ thương nhớ tớ xa thầy rồi. Chừng nào nhà nước phục hồi, thầy trò sum hiệp chúa tôi vui vầy. Bây giờ tớ lại xa thầy, chừng nào thó bạc lỗ mày gặp nhau. Chữ Phật biểu truyền cho mau, khuyên trong lễ thứ rủ nhau tu trì. Nói cho trai gái xét suy, cũng đừng thấy vậy khinh khi mà lầm.
muốn cho trung hiếu vẹn toàn. Nghe lời Phật dạy rõ ràng đâu sai, tôi nay là Phật hành hài, tôi chẳng có này ai muốn thì coi. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Quyển thứ ba, ngồi buồn bắt mạch xem sao, giáp tỷ ất sổ chuyện máu bây giờ. Bình dần đinh mạo ngần ngơ, đến cơn bác loạn chạy quơ giấy vàng. Kẻ đau người chết nhổn nhàng, muôn binh ngàn thú rộn ràng lăn xăng. Kẻ thời bị thu bách ăn, người thời lại bị âm binh chạy nhào. Đất bằng sao nước lại trào, chẳng biết chừng nào cho hết loạn ly. Giặc thời tư hướng vậy thì, nhiều nước dĩ kỳ khác chẳng giống nhau. Vừa chảy vừa khóc như mưa, trốn đâu cho khỏi binh ngừa bốn phương. Mình như chỉ dân tơ vương, chừng đó cầu nguyện Phật thương đánh nào. Ác thú chặt khắp lao sao, muôn binh vì phụ không đường vô phương. Bốn cửa có bốn thiên vương, chính giữa thần tướng trung ương tung hoành. Ác thu lục phá tan tành, tan quán quỷ quái chẳng còn lành đâu. Thấy chuyện hung dữ mã rầu, chư Phật ngồi rầu biết liệu làm sao. Bởi vì chuyện ác muôn ngàn, Phật biết thế nào cứu kẻ hung hăng. Như không tu niệm ăn năn, ắt là phải mắt cầm trong cõi trần. Mấy người tích đức tu thân, ông bà cha mẹ Phật thần rước lên. Tòa vàng ăn ở vững bền, khỏi lo lao ly dưới miền trần gian. Mấy đứa hung ác nghìn ngang, có tướng Ngọc Hoàng sai xuống bốn phan. Tuần tra khắp hết nẻo đàn, người nào đen bạc ngổ ngang bắt rài. Sang qua sai lại bằng nay, hết sâu tới tốt, hết dâm tới tồn. Thế rằng nhỏ dại lớn khôn, người đời như cá ao kia khô rồi. Chí công hầm đã thành dối, bền công tu niệm là tối Phật trời. Cây khô tới nước thành chồi, người sầu tướng Phật muốn sầu cũng thôi. Chừng nào trở lên hết vui, thời là Phật mới bỏ trôi người lành. Thủ vật tu hỡi còn thành, người sao chẳng biết làm lành tu thân. Mấy người ác đức bất nhân, không coi theo thủ trao thân tu hành. Thủ vật cái ác còn thành, người cứ làm lành vốn thiệt Phật nhi.
Nam mô hay chữ từ bi, cảm thương trần thế giải hoài không nghe. Gần công tu niệm kiên già, kẻo mà đọa kiếp uổng thay cho đời. Tu niệm người của Phật trời, mừng cho nam nữ biết thời tu thân. Đặng mà báo hiếu chi ân, phụ tử quân thần cha mẹ chúa tôi. Lung tăng tích ác chẳng rồi, xa cơ một phút nhánh chồi tan quang. Lại thêm khổ hạnh muôn phần, người lành khác thể ngọc ngà lưu ly. Thánh hiền sách để còn ghi, sao không ban giữ mùa lành như xưa. Trời còn tôi nắng sớm mưa, người đời sớm thấy tôi chưa biết nào. Dương trần đông đảo lao sao, người ta thì ít quỷ ma ồn ào. Bính dần tật bệnh xiết bao, tu hành thì khỏi hùng hào thời mang. Nói cho già trẻ đắng tan, ráng mà tu niệm ngọc hoàng thứ dung. Bớt bớt việc giữ việc hung, lo làm nhân đức việc hung đừng làm. Thời là mới đặng thanh nhàn, có thuyền bát nhã xuê sang rước về. Binh dần đinh mạo u ê, thần binh ác thú đê huề bốn phương. Đưa dự chết rất chặt đường, lốc đào lốc chết sống làng tan quang. Thấy nằm như thế làng can, nhà giàu thì lại tan quang hơn nghèo. Việc đời coi cũng treo leo, lên núi xuống đèo nào có nải chi. Xem trong vạn quốc vậy thì, dân nam bạc đảo học thì hung quang. Minh tâm là sách hơn đàn, hiu chỉ rõ ràng sao chẳng học coi. Luật nam nghĩa lý hẳn hoi, ơn cha nghĩa mẹ sự vua trung thần. Thiệt là luân lý tứ ân, sao không coi đó sự phân lý mình. Cứ theo ăn ở bát tình, tổ tâm chẳng tưởng cha mình lại giống. Hạ quân đổi giả thay lòng, cho nên theo đạo bỏ mà tổ tâm. Vì đoán nào biết Phật thần, thấy đâu chê đó nên lầm nàng sâu. Nước Nam như thể cái lầu, ngày sau các nước đâu đâu phục tùng. Kim phiên sao lại gây cùng, địa tiên đâu dám sanh cùng thiên tiên. Đời còn sao xuyên chưa yên, cho nên nhiều đứa ngựa nghiêng hùng hào. Thân tôi khó biết giường nào, thương đời to hết âm hao cho đời. Thân tôi còn ở trong trời, Phật sai nên phải đôi lời giáo khuyên. Cõi trần khi dễ Phật tiên,
cứ theo vũ việc kêu dèm liên miên. Vũ thần tuần vạn chép hiên, ghi tội ghi phước dưới miền trần gian. Mạng trăng sổ nạp một lần, thiên đình hội nghị kháng tường hiền hung. Sổ kia soạn trước dân trung, tội nhiều phước ít khó dung cho trần. Truyền cho hộ về ân cần, đòi hàng chứ vì các lân ứng hầu. Thất nương vào bái cuối đầu, lình vua cho triệu con vào chầu cha. Ngọc hoàng lời nói phán ra, cha cho xuống dẹp gian tà trung ương. Như Lai cảm đậm lòng thương, sai tôi truyền dạy trung ương cho tường. Phật Đà cảm đậm lòng thương, nói cho ai nay muốn còn tu thân. May mà trời Phật bố ân, xả bớt tội nọ thanh nhàn tâm thân. Phật trời mến kẻ trung trinh, Phật đâu có biểu bỏ tâm tổ mình. Thấy đời trần thế bất minh, buông lời khi dễ sầu bi trong lòng. Chư Phật lụy ứa rầm rầm, trời cũng đấm lòng thương hại cho dân. Phật trời thương hết thấy trần, thấy trần chẳng biết đền ân Phật trời. Lại còn khi dễ Phật trời, Phật cho bị đọa cho đời sửa đoan. Kẻo mà khi dễ nghinh ngang, thấy ai tu niệm lại còn cười chê. Kiêu ngạo còn nói nhiều bài, ông sư này nữa đắng về Tây Phan. Còn mình mắt xuống suối vàng, có ông sư đó cứu an lo gì. Kiêu ngạo cười nói dân vi, rủ nhau trâu chó vậy thì làm ăn. Trần gian lời tục nhau rằng, làm lành đâu có dư trăm tuổi ngoài. Ăn trộm ăn cướp sống dai, chửi mắng nó hoài mà thấy chết đâu. Thấy đời nói tung mã rầu, chừng lúc đau đầu thiện ác biết nhau. Ngồi buồn nhớ Phật giàu giàu, làm sao dạy đằng cho mau mà về. Thương thay cõi hạ trần mê, kẻ còn kẻ mất người đời khó tu. Bởi mình tánh ở nghinh ngang, thấy ai tu niệm lại còn cười chê. Ngạo cười dương khổ nhiều bày, mắt tình ba tánh chờ quê luận bàn. Thấy ai đôi khó cơ hàng, thời lại chẳng màng bỏ xó khinh khi. Chọn người điều đó phương phi, dù dòng cầu gì chú thêm lăng xăng. Thấy người tàn tật xin ăn, chẳng ai chào hỏi rằng ông hay thầy. Thấy đời khiến giả sầu bi, giống dù xe ngựa giấy đầy nghinh ngang. Lại thêm trà rượu xình sàng, mai sao lắm bình hơn tàn tật kia.
bây giờ như khóa không chìa, đến chừng lập hội khóa chìa đủ đôi. Tu niệm nhiều kẻ thả trôi, ăn trộm ăn cướp sao không thôi dùm. Bây giờ tôi lại hết khùng, chứng điên quá lại bệnh khùng hết đi. Điên khùng thiệt rất lạ kỳ, chẳng biết điên gì mà Phật sầu bi. Thấy trần thế sự nạn nguy, cho nên Phật khiến tôi thì phải điên. Khuyên trong nam nữ đừng phiền, cũng đừng giấu của giấu tiền làm chi. Nhiều đất nhiều ruộng vậy thì sửu giận, thì lại sầu bi rất nhiều. Dập ti chưa có bao nhiêu, qua năm mất sổ bình đã đói nhiều. No mai rồi lại đói chiều, giàu nay mai lại nghèo nhiều rất đa. Nghèo mà biết niệm Di Đà hơn, giàu giữ của đấy mà cho dây. Nửa sau như thể ăn mày đi, thời mang cuốc mang cài một bên. Phú quý mà chẳng có bền, chưa từng cực khổ có nên đâu làm. Cho vay gạo quỷ tiền ma, lấy lời thập bội đem ra cúng chùa. Đến đâu nói nịnh nói lùa, lường công của thế quê mùa hàng vi. Đói lòng phải ráng mà đi, công làm thì có tiền thì vốn không. Thấy đời lường gạt náo nằm, cứ lo chắc mót cái tu hành thời không. Có đau niệm Phật như giống, hết cơn bệnh hoạn thì không tu trì. Nam mô hai chữ từ bi, Phật trời sai khiến phải đi cứu trần. Gầm trong thiên hạ vạn dân, ít ai có tưởng Phật thần ra chi. Nào khi lâm lụy cơ nguy, mô trời mô Phật mô nơi thánh thần. Hết rồi thì lại phụi ân, chẳng biết niệm Phật dây thân làm sao. Lại thêm hỗn hậu hùng hào, mạnh nhiếc trời Phật biết đi bao nhiêu lần. Lại thêm chửi thánh rủa thần, cho nên mắt phải chung thân đọa đài. Thảo cha ngay Chúa xưa nay, dầu mà có thác miễu son tạc thờ. Xem trong các chuyện các thơ, nên thần thác có miễu thờ ở đâu. Thác thời rơi cổ đức đầu pháp, trường trảm thủ chẳng lâu chẳng chày. Điên này điên Phật điên thầy, chẳng sợ ai rầy nên nói cù nhây. Mặc tình nam nữ đông tây, ai tin thì xúm coi ngay hay khùng. Trẻ già ai có muốn dùng, chép ra mà rải phước chung một nhà. Nguyện cầu vững đạt hoàng gia, nam trào thành trị minh hoàng thánh dương.
các nước chư quốc khiêm nhường, minh vương trị nước như đường cao tông. Nam trào Phật ngữ rất đông, vua lên chánh điện lễ dân thái bình. Bây giờ bông phía chiến chinh, trách lòng ba tánh không tin Phật trời. Cứ lo bẻ nạn chống trời, chừng nào gãy nạn ôi thôi xa trần. Xem đi xét lại mấy lần, bây giờ to hết cho trần hạ nghe. Một cây trông chẳng nổi bè, một người chèo chẳng nổi ghé chài mười. Người đời như trai chín mùi, mặt tình già trẻ đến lui hai đường. Đời đã như chỉ treo chuông, cho nên Phật khiến chuyện buồn cho tôi. Tôi buồn bốn phía không an, kẻ dữ hết tám người hiền còn hai. Đế vương còn ẩn non đài, Phật sai tôi dạy hôm mai dưới trần. Khuyên hết ba tánh vạn dân, xin bớt hung dữ tu thân coi đời. Tôi ra khuyên giao hết lời, không nghe thời lại mắt rài lao đao. Gặp đời khổ biết chừng nào, hiền từ không có hung hào thời đông. Trung ương ất sổ có giống, hiền từ Phật độ cũng không lụy mình. Nghinh ngang tánh ở bất bình, có tướng thiên đình làm binh hải kinh. Nghinh ngang khinh dễ thiên đình, cho nên ngọc để buông tình thở than. Mới sai tương xuống trần gian, răng đồ hung ác chẳng an đêm ngày. Dương trần đâu có rõ ai, tôi thương trần thấy tỏ bài chỉ chung. Thiện nam tinh nữ hay cùng, tôi đây không phải là khùng ở đâu. Chừng nào vui thế hết trâu, biển đâm hết cả thời tôi hết khùng. Thương thay bác sĩ lầm trung, chế cười mặt thế khùng không lầm buồn. Chừng nào nước chảy đông nguồn, một thầy ba tơ hết tuồn lao đao. Đất gò sông bủa lao sao, điền đồng có mọc như hào hoa tiên. Thương là thương kẻ tháo hiền, ghét đứa hung ác đi lòng phiền lắm thay. Kinh này ai có công dày, biến ra truyền lại hay hơn cúng chùa. Ở đời đừng có tranh đua, phải giá thì bán thì mua đừng rầy. Giảng này Phật biểu truyền rài, thấy trong cuộc thế đời này nghinh ngang. Cho nên Phật biểu lưu truyền, như trong ba tánh tinh thời ghi coi. Đèn lòng một ngọn không xoay, mãn lo cuộc thế quên coi chuyện nhà. Nam mô Đức Phật Di Đà, cứu người tu niệm gian tà bỏ đi. Thấy đời đôi khó chẳng gì, ngạo cười chẳng kể sầu bi cho người.
Tôi không dám nói tôi cười, cười trời cười Phật cho người nghinh ngang. Chừng nào thanh chúa bước sang, người hiền trốn núp nghinh ngang ra tài. Long đài có đổi có cây, gươm trần cầm lấy cho tài nghinh ngang. Bây giờ sáng thiệt rất sang, soi hàng mạch nước thế gian đời này. Đến chừng gặp hội rồng mây, khác thể cáo bày hồi thở nhà thương. Cuộc đời nhiều nỗi đánh cay, chờ cho bủa lưới chạy ngay miệng hầm. Đời này như nước cờ cùng nói, cho già trẻ giữ gìn tu thân. Xem qua xét lại mấy phần, cơ trời định chắc không lầm bớ dân. Ráng mà làm phước làm nhân, cầu trời khấn Phật tổ tông đặng bền. Cứu quyền thất tổ đừng quên, vua hướng bát nước chẳng nên sai lầm. Ai mà giữ đặng nhất tâm, cũng như ngọc báo để cầm trong tay. Cũng đừng chế lạc chế chay, muối dưa đạm bạc dở hay chớ này. Cũng đừng phụ bắp chế khoai, đến khi khổ ngặt lấy chi đỡ lòng. Rau lan bông súng cũng xong, xin có đỡ lầm khỏi đói thì thôi. Chừng nào chúa thánh lên ngôi, trên vua ấm ao dưới tôi no lòng. Bây giờ còn hỡi lông đông, phải sao chịu vậy cho xong mọi bề. Tôi khuyên hết thải chợ quê, ráng mà tu niệm chớ hề nghinh ngang. Ra công kinh tả lưu tròn, cũng bằng đi cúng bạc ngàn bạc muôn. Đừng ham hát bổ cải lương, để sao coi hát của vương minh hoàng. Cải lương là thoái điểm đàn hát, bộ diệu sớm diệu làng xưa nay. Hư nên các việc tỏ bài, tôi không có ép có này chi ai. Thương thay ông lão bán khoai, lên non xuống núi hôm mai dạy đời. Thân sau nay đổi mây dời, sớm kia làng nọ khổ thôi thân già. Nam mô Đức Phật Di Đà, khiến người trở lại thảo gia của người. Bạc bại đâu xứng vàng mời, hiền lương đâu xứng với người hung hăng. Khùng như sư giải ai bằng, khôn như bộm bãi nhiều thằng mang gông. Lời khuyên khắp hết Tây Đông, chừng nào hết cả dưới sông hết đời. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.
sám giảng người đời của ông sư dạy ban khoai quyển thứ tư hạ quân lục thập nhất niên thầy đã về cõi tây phương ấn mình ất sửu phiên quốc chiến chính qua năm đinh mão nam mới đình giao ngôi hàm nghi thất quốc thương ôi qua nơi tây bắc lãnh dòng gian nan các vị quan trấn thở than lên non ẩn sĩ cho an một bề tiên hoàng minh chúa ủ ê cảm thương lê thư mắt dòng gian nan tiên dương vào chốn Phật đường bạch cùng Phật tổ sự duyên cho tường thích cả nghĩa thâu khả thương nói cùng mình đây hấn dương mạng rồi Phật còn chưa đặng thành thơi bị đại dư lúa húng gì để vương mình nhớ hồi lúc minh vương liền quỳ đảnh lễ Phật trời tu thân Thích Ca mới hỏi ân cần cớ sao hoàng đế tu thân làm gì Minh vương bạch Phật một khi Nam Trào mất nước tại thì nơi tôi bây giờ tôi biết lỗi rồi quy y cùng Phật cho tôi nói đời Thích Ca nghe nói thương ôi Minh vương biết lỗi nước thôi mất rồi nếu mà như muốn phục hồi phải lo tu niệm vậy thời mới an Minh vương nước mắt chưa chan cúi đầu lại Phật mình vàng Thích Ca chư Phật xem thấy lụy xa cảm thương Nam quốc còn xa cha rồi nói cùng mình để thương ôi thất thập niên mới lập đời như xưa Minh vương nước mắt như mưa cảm thương lệ thứ thế siêu nặng nề chờ cho Nam quốc phục hồi lao đao khổ hại chiến tranh bôn bề thương thay trần hạ ủ ê biết làm sao đành phủ về lê dân như lai lời mới tỏ phân muốn cho ba tánh vàng dân tu trì thời là phải cấy người đi trao truyền ba tánh điều thì thiện nhân cứ lo những việc thấu hiền bán giữ mua lành tai họa khỏi mang Minh vương nghe Phật giải choan lụy nhỏ hai hàng chẳng biết cậy ai Như Lai Phật Tổ Thích Ca ngự tay non đòi đòi Phật Quan Âm truyền cho đạo sĩ chư tăng giả người dương thế giáo khuyên cõi trần quân âm đạo sĩ già rân dưng lời Phật dạy lãnh phần giáo khuyên
Những người tàn tật khùng điên, kêu trời ghéo Phật thần tiên đầm lầm, thất nương lập hội công đồng. Chư thần tuần vạn bốn phương cõi trần, đều vào đánh lễ Quan Âm. Đạo sĩ hỏi rằng chư vị chầu chi? Chư thần thất vị đều quỳ trần gian, hung ác chẳng vì thần tiên. Cứ theo mắng Phật chửi trời, cho nên tôi đến án tiền quỳ tâu. Quan Âm nghe tấu phân rằng, chúng sanh dài lắm lỗi lầm nhiều khi, cho nên mình để sầu bi, quy y cùng Phật cứu rài chúng sanh. Như Lai Phật giải đánh rành, dạy bảo trần thế kết dành thiền duyên. Chứ vì xin chớ giả hờn, để tôi ránh dạy thiệt hơn cho trần. Chứ thần nghe dạy ân cần, lùi về cung điện thấy trần tuần xem. Thấy trong ba tấm còn thêm, lên tàu ngọc để đặng coi thấy nào. Ngọc hoàng ngữ tại điện trao truyền, cho chư vị bước vào thành trung. Hỏi rằng trong cõi trung ương, vạn dân thiên hạ hiện hung thể nào? Chư thần tâu hết âm hao, tâu qua ngọc để thắp cao cho tường. Cõi trần nhiều đứa hùng cường, khinh khi trời Phật chẳng nhượng thần tiên. Kêu ông rủa dịch liên liền, cho nên tôi đến án tiền quỳ tâu. Ngọc hoàng ngữ giữa điện châu, sai thần ổn dịch xuống miền trần gian. Lại sai trong hội ngũ hành, rải nhiều thứ trái chân lành cho dân. Năm ông vội vã tỏ phân, tâu quá Phật tổ cứu dân tai nạn. Thích Ca chưa có tỏ tường, có sao chứ vị tâm đường Tây Phương. Năm ông bạch lại Phật tường, ngọc hoàng lĩnh dạy ngũ phương xuống trần. Hãy coi trung ương dân dân, cho nên tôi mới tỏ trần Phật hay. Thích Ca lụy ứa châu mài, thương thái trần thế mắt rài tay ương. Mau mau kịp tới tòa chương, tâu qua ngọc để xin thương cõi trần. Lẽ nào sai giết hết dân, thứ dùng cho nó tù thân nó nhờ. Ngọc hoàng nghe nói ngẩn ngơ, mới sai lý tình một giờ ra đi. Đổi sang thất vị nương nương, vào chầu ngọc bệ cho ta phân tường. Thất nương vào tại ngọc đường, sắc cây lịnh ngọc để bài tường thi chung.
Hạ quân nay đã muốn cùng hai kẻ chẳng kể thiên cung vậy mà. Ai mà kính trọng mẹ cha, biết kiên trời Phật chùa ra chẳng hành. Phật xin cho kẻ chúng sanh, cứ giữ việc lành hơn lập am dân. Bên lòng niệm chữ từ bi nữa, sao có Phật dắt đi tỏa vàng. Bấy lâu Phật ở xa ngàn, bây giờ có Phật bước sang Nam Trào. Người đời như thể chim bao, thay hồn đổi xác biết bao nhiêu rài. Phật còn già kẻ ăn mày, ai mà biết đặng lẽ này thiệt hơn. Ông thời giả dại giả điên, ông thời giả kẻ tật nguyền biết đâu. Thấy nghèo ăn hiếp khinh khi, cho nên mắt phải chịu rài tai ương. Tật nguyện này thiệt khá thương, xin cho bù chỉ các chú ở chợ quê. Thấy giàu nhiều đứa u mê, quyền cao chức lớn nào hề biết chi. Thấy ai tu tánh tu nghi, sáng giàu kiêu ngạo khinh khi chê cười. Có tiền sao giải nhiều bề phước, đâu ai để mà mình có ăn. Nào là phước của cao tăng, tu nhân tích đức để hằng cháu con. Cửu quyền nay đã về non, cháu con giàu có bỏ mòn Phật tiên. Mạng lo lân chức cao quyền, cho nên bỏ hết chẳng kiên Phật trời. Lại thêm khi dễ nhiều lời, khi Phật chê trời nhiều nỗi thiết tha. Chứ Phật lụy hứa chan hòa, thường thay trần thế lại mà Quan Âm. Dạy bảo trần thế kéo lầm, sửu dần xuất thánh lo cầm binh cơ. Binh dần thấy việc ngân ngơ, qua năm đinh mão ngân ngơi một hồi. Chồng nam vợ bắt dân ngôi, nói cho trần hạ giữ thôi kẻo lầm. Ai mà thiện niệm nhất tâm, tu nhân tích đức khỏi lầm tai ương. Phật còn chẳng đặng thanh thơi, huống chi trần hạ mà an nổi gì. Hết đây đến nước dĩ kỳ, dỗ dành thiên hạ vậy thì chẳng an. Đến đâu pha rồi xuống làng, vũ dân đoạt của Đại Nam tiện trào. Cuộc đời khổ hại biết bao, Phật sai đạo sĩ truyền rao dân thường. Như ai muốn ở thiên đường, đừng mê theo đạo quỷ dương làm gì. Như mê theo đạo dĩ kỳ, thời mà phải bỏ vậy thì tổ tông. Người đời phải xét cân phân, theo đạo nước khác có công danh gì.
Người Nam theo đạo dĩ kỳ công hầu chi đó bỏ thì ông cha thân thác chẳng đặng làm ma hồn khôn thiên cầu ăn mà còn chi thân thác thiệt rất thảm sâu bụng đầu mổ hết đi chẳng còn món chi nói thôi trong giả sầu bi người đời ít kẻ xét suy cuộc trần không coi mấy vị thánh thần trung quân ai quốc nhân dân miếu thờ hướng đường tạc để bây giờ mây lăng quán cựu trở trở đời này long xuyên tiền nhắm còn ghi long thuận chương lý miếu lăng còn thờ Hà tiên hùng dòng về cơ tử trần mà tác miếu thờ tạc danh địa đầu là sứ bắc thành quan thượng tạ trần miếu ấy tốt thay chớ nay nhiều sự dị kỳ làm quan tử trần miếu thờ ở đâu người đời phải xét cao sâu Việt Nam tiền hơn sao giàu cũng sang đến chừng gặp Chúa Minh Hoàng làm sao về đăng hấn đàn cho xong cùng như chim mắt trong lòng có ai gỡ khỏi cho xong mà về các nước giấy phổ tứ bề Phật cùng chứ gì nào hề rảnh đâu. Minh Hoàng ngữ tại Nam Lầu Phật cùng chứ gì lo thâu phép thần. Phi đao bựu kiếm rất đông chung đề thâu hết cứu trần gian nan. Quả lửa nó đốt muôn ngàn hồ lỗ Phật tổ đấu tràn nước ra. Núi dân bao khắp người ta có ông Di Lặc thâu mà non cao. Nước dừng lục đến đó sao có ông Yết Đế thâu mau thủy triều. Bàn môn thả thu rất nhiều, kỳ lẫn sư tử lại nhiều thú hung. Văn thù tai chấp thần cung, quê quan cầm kéo trừ trùng độc tan. Bàn môn diệu thuật đã đoan, quá lửa nó đốt muôn ngàn người ta. Quang âm Nam Hải bước sang tình bình thâu hết mới an tai nàng. Thoại ba tài trí đã đoan thiên la địa vọng búa tràn tứ phương. Di Đà tay chấp thần thương đánh ra một cái tan tành còn chi. Đạo lư diệu thuật rất kỳ, quá ra muôn thu ai bị đằng đâu. Thu sao tài phép lạ lùng, quá phép quá lừa khó thay cho đời. Nó quá nhiều phép cây tài lửa cháy nước ngập rất nên thảm sầu. Chư thần xem thấy lắc đầu trừ sao cho đặng lên cầu Thích Ca.
Phật tổ tôi mới phán ra, sai ông hộ pháp bắt mà thú yêu. Đạo lư phép nó rất nhiều, hoa bình hoa tướng như diều rất đông. Phật tổ ngự tại dân trung, sai tề thiên xuống thâu tan tướng diều. Đạo lư tài phép đủ điều, hóa ra ác thú thiệt nhiều rất hung. Phép tài biến quá vô cùng, tu hành thì khỏi làm hung đâu còn. Chuyến này cha mẹ lạc con, tân mùi khổ hải hỡi còn thôn vôn. Nhâm thân chưa đặng chính tài, đến năm quý dầu hấn trào bình an. Thiên đường địa ngục hiệp sang, trung ương tam giấy suy sang phỉ tình. Nói cho ba tánh làm tin, đừng mê đạo khác mà quên Nam Định. Đến chừng gặp hội bình minh, gươm nào tội nấy chớ tình thở than. Nói cho ba tánh tình tàn, chừng nào đến dạng gia hoàng biết nhau. Bấy lâu nói trước mà sao, bây giờ nói chuyện mau mau tới rồi. Như ai mà có nghi ngờ, tôi thề chứng có Phật trời nào sai. Nam mô Đức Phật Như Lai, tôi chẳng có này ai muốn thời nghe. Định mạo thứ nhất hẳn hoài, có tàu đông hấn Phật bà xét coi. Thập điện dở nẻo hẳn hoài, văn thù treo lưới bồm lèo xê sang. Mấy người tu niệm đặng an, những kẻ làm ác có còn ở đâu. Phật bà xem thấy lụy châu, biết làm sao đặng cứu rài hung hăng. Ai mà tu niệm ăn năn, thấy kinh rang chép cũng bằng tu non. Ai muốn cho đặng vuông tròn, chép truyền phước để bia son đời đời. Dạy thôi nay đã hết lời, ra công chép lấy để đời mà coi. Phật biểu lưu truyền hẳn hồi, ai ngồi đặt đặng đến đời bỏ qua. Nói cùng nam nữ trẻ già, ai chép truyền đặng phước bằng non cao. Nếu ai mà chẳng tin lòng nữa, sao lại bị âm binh hải rài. Quê lưu nào nại công lao, khuyên trong nam nữ đừng sao tấm lòng. Cũng đừng lanh đục tầm trong, xả thân cầu đạo tham dinh làm gì. Bạc đâu lại sanh với chỉ vàng, đâu có lộn với thao cùng kỳ. Làm người phải xét phải suy, bạc cho ai đổi sắc chỉ làm chi. Tu hành như ngọc lưu ly, sang vào ác đức như chỉ gắn câu. Rủi tài đức xuống ao sâu, lùng vào đáy biển biết đâu mà tìm. Phật trời nói chẳng sai lầm,
tu nhân như ngọc báu cầm trên tay. Ác nhân như thể dép dày nói cho nam nữ xét rày mà coi. Thân tôi ở một cái chòi cũng như ngọc chiếu sáng soi khắp ngàn. Chừng nào bãi núi thành vàng thì là mới đặng thánh nhàn tâm thân. Cực lòng nói hết đông tây nhân dân sao chẳng xét đời mà coi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quyển thứ năm. Thương thay trần hạ đời nay trời đã mở hội khổ thay nhiều bề. Các nơi chư quốc hữu ê bốn phương khổ hải nhiều bề khó an. Nhân dân đều mắc tai nạn đói đau khổ hải rộn ràng trái ban. Giáp tí chưa mấy tai nạn sửu dần đa bệnh lại còn đa binh. Tháng ba mùng chinh xuất binh ngày rằm xuất tướng dạy binh phép màu. Đến đâu đa nổ súng chay nói cho già trẻ gái trai hay mừng. Ất Sửu này xuất tướng trung binh dần nhiều bậc anh hùng ai đương. Đinh Mão thứ nhất oai cường thiệt tướng tiền đường khôi phục đế vương. Ất Sửu ác thú lộ trương ẩn mình rừng rậm chưa ra chán trường. Chừng nào ác thú quỷ dương quả lửa nó đốt mới trường ra đi. Nói cho già trẻ lo âu minh dương khôi phục hân châu phong thần. Ráng mà tu niệm ân cần đăng mà cõi hội lắm dân trên trời. Ở trên mây bát giữa vời tiêu thiệu cá sướng khác nào trường an. Rau cho ba tánh đặng tường kinh này rốt việc rốt đời bơ dân. Lần đặng chẳng biết mấy lần nhân dân khổ hải thương ôi cho trần. Truyền rau chẳng biết mấy lần thương đợi trần hạ muôn phần lao đau. Nước đâu ngập lúc gò cao lửa đâu dậy cháy lao sao khắp ngàn. Cảm thương trần hạ lăng xăng mắt trong nước lửa biết đường là đâu. Thứ lửa nó bay lên cao đến đâu cháy đó chỗ nào cũng tiêu. Thương thay hung dữ chắc chiêu bị loài thú dữ mất tiêu xác hồn. Ác nhân tâm mạng bất tòng tu hành khác thể như bồn hoa tiên. Phật trời thương mấy người hiền phủ che khỏi hết lụy liên tai nàng. Làm ác tánh mạng đâu còn kiêu ngạo tu niệm mà lại còn mau tiêu. Bấy lâu trời Phật chắc chiêu dưỡng núi nào có sự tiêu làm gì.
nuôi kẻ hung ác vô nghì, cao đầu lớn dốc đến thì cọp ăn. Tu nhân thời đắng ở ngoài Phật trời, bảo dưỡng não hề mang tay. Trước sau nói chẳng an bài, sợ dân não đồng dấu hoài không cho. Bình dần tai nạn rất to, nói cho trần thế mà lo tu trì. Cầu nguyện bái Phật ly bì, Quán Âm Bồ Tát cứu thì khỏi lo. Phật biểu truyền dạy mấy lần, con đâu bỏ đó mang tay liền liền. Mang tay ba tánh lại phiền, mới tu mà muốn thành tiên tức thời. Tu như thuyền nó chạy khơi, có đau tu niệm hết thời lại thôi. Dương trần ở bạc như vôi, khi dễ thần thanh nghĩ thôi đau lòng. Cho nên mắt phải trong vòng, nói ra thì lại mất lòng chị anh. Bắt đầu phải sợ tóc xanh, liệt oanh vàng quốc cùng đương tranh giành. Thương thay Trung Quốc chẳng lành, bị phù tán nhiều cách để khổ hành lê dân. Nhưng mà trời chưa định phân, cho nên Trung Quốc lo cầu các nơi. Dầu cho dạch giá tới bời, kể sao cho hết tay trời dân ôi. Hạ quân nay đã hết rồi, Minh Hoàng cầu Phật lập đời thượng quân. Tu hành nhân đức thì hơn, thay hồn đổi xác nhờ ơn cứu trùng. Hết tục rồi lại đến tiên, giữ lời Phật dạy mới yên mới lành. Tu thời như ngọc báo lành, ác nhân thời lại thác còn tuổi xanh. Ác thu lớp giật lớp dành, lớp lôi lớp kéo tanh bành loài gian. Ngồi trên mấy bát nào an, thấy kẻ vô nghĩa khó toan cứu dùm. Tu nhân thời đắng thung dung, giữa cùng tiếng Phật vô cùng hiển vinh. Lão sao kẻ khóc người than, công lưng mà chạy biết phương thế nào. Giặc thời vậy phủ khắp bao, đói nhìn lửa cháy lao sao khắp rừng. Dưới sông thời nước lại dưng, khỏi lửa thời nước khó mà lánh thân. Hổ lang ác thú thời đông, trốn đâu cho khỏi khó mong thoát nàng. Phật tiên còn hỡi luận bàn, công đồng hội nghị tôn hoàng đế vương. Đinh Mạo Thanh Chúa nối ngôi, thịnh tỷ ngài ngồi ngay vị chưa an. Canh ngủ mới ngữ chánh đàn, nói cho ba tánh liệu toán tu hành. Phật tiên còn hỡi sầu bi, huống chi trần thế vậy mà sao an. Năm năm sau tháng cơ hàng, quỷ dương gây loạn nào an thế trần. Chỗ nào nó cũng muốn giành, cảm thương tần quốc mười phần còn hai.
Tây phiên cuông gió chạy dài tiên dương nó tính nay mai cùng đầu. Các nước chư quốc chư hầu đều đi cống lễ hàng đầu thánh dương. Đại Nam xưng hiểu tiên đường nói đời nhà hơn bốn phương phục tùng. Nam trào chúa thánh quân trung muôn năm bình trị muôn dân an nhàn. Quý dẫu có Phật ta bà vạn dân thiên hạ nhà nhà ấm no. Quê lưu hết giả cần lo lưu truyền một bổn rau cho dân tường. Phật trời thương hết trung ương thiên nam tín nữ không thương Phật trời. Mấy điều căn dặn hết lời tu cầu khỏi hại như đời thường lai. Huệ lưu ý tứ nào sai đặng cho ba tánh gây trai tu trì. Cũng đừng thấy vậy mà khi nói cho hết tiếng khổ thì thân tôi. Quyển thư sau thương thay trần hạ đời này nói cho bài niệm đắng mà giải khuây. Niệm Phật như thể trầm cây, dùng phân tươi nước thì cây đâm chồi. Ai mà niệm Phật thả trôi, cũng như cây bén mà mình nhổ lên. Lập vườn muốn lập cho nên, đắng nhiều cây nhánh vững bền dài lâu. Ở đời ít kẻ lo âu, niệm Phật ít tiếng câu mau nhiều lời. Mạng lo tranh đâu sớm trưa, tụng kinh niệm Phật càng ngày càng tiêu. Hạ quân gian ác rất nhiều, quả thiên đình ngài muốn xử tiêu cho rồi. Minh vương không xiết hỡi ôi, lo mưu định kế cứu rài hạ quân. Liền qua tay dứt linh sơn, cầu Phật giải cứu cõi trần hạ quân. Chư Phật đến trước đơn trì tâu, cùng ngọc đế chớ hờn chúng sanh. Để cho Phật dạy làm lành, chừng nào chẳng đặng sẽ hành bình căn. Thiên đình thôi mới phán rằng, ta muốn quỷ hết vạn dân đời này. Dương trần hung ác lắm thay, nhân sao Bồ Tát sinh rài làm chi. Chư Phật mời tâu một khi, chúng sanh dài lắm nhiều khi lỗi lầm. Minh vương lụy nhỏ rồng rồng, thương đời không chúa lỗi lầm thâm đa. Mới qua cầu lĩnh Thích Ca, tâu cùng ngọc đế thứ tha dân nhờ. Ngọc hoàng nghe tâu ngẩn ngơ, chư thần vào tâu thiên cung cho tường. Minh vương cậy khắp bốn phương, dạy bảo xuống cõi trung ương tu trì. Cuối sinh ngọc đế xét suy, dương trần nhiều kẻ vậy thì tu thân. Ngọc hoàng phán rõ nguồn cơn, minh vương vốn thiệt là vua nhân từ.
Thôi thôi tha thứ trần gian, vì lòng Bồ Tát với chàng Minh Vương. Chư Phật về cõi Tây Phương, nói cho Minh Đế tỏ tường trước sau. Minh Vương hết khúc quặng đau, cày tiên cùng Phật đi mau giải trần. Phật tiên thôi mới đổi phiền, xuống ngay trần thế giả người bằng nhân. Giả điên rồi lại giả khùng, cơ hàng rách rưới rất nên thảm sầu. Lắc lẻo nào có ở đâu, mặt tình trần hạ nào đâu ép tình. Thế gian nhiều kẻ chê cười, chê rồi lại mến cười rồi lại ưa. Bây giờ chẳng khác như xưa, có âm tiều lão ngăn ngừa đế vương. Có tiều thì biết ngõ đường, không tiều thì mắt tay ương hoài hoài. Đến đâu thiên hạ an bài, hết tai hết quả hết loài tà tinh. Hết đau hết nhức trong mình, cho nên ba tánh theo nài tiều đi. Có người niệm Phật từ bi, tiều có biết gì thiết tướng hô binh. Niệm Phật trừ chẳng đặng tin, lại mắng lại nhiếc lại la ôm xòm. Thời là chứng bệnh phải mòn, thuốc kia đôi muộn uống tiêu bệnh lành. Ác nhân khắc thể chỉ mạnh, cầu trời khấn Phật có lành chi đâu. Phật cứu chẳng đặng khó âu, tại mình bạc ác chịu sầu lao đau. Phật thương trần hạ xiết bao, cứ lo khuyên bảo sao dân bạc tình. Hễ là niệm Phật tụng kinh, Quan Âm đạo sĩ chứng minh cho mình. Khỏi xa vào chốn diêm đình, ta bà non núi màu linh thế trần. Núi non ngàn dặm cung gần, dầu đi biển bắc đi non tầng xa bao. Tu niệm thì đặng thái bình, đi đâu cùng có thần linh hộ mình. Khuyên hết lớn nhỏ ai ai, giữ theo lời dạy nay mai coi đời. Cũng đừng bé nạn chống trời, xa vào chiến trận uống đời bơ dân. Xem đi xét lại mấy lần, từ tí đến mèo không bình không an. Từ mèo đến ngõ đã đoan, mùi thân thiên hạ mới an cửa nhà. Quý dầu có Phật ta bà thái bình, ba tánh nhà nhà ấm no. Phật tiên hết giả cần lo, dạy khuyên già trẻ cứ lo tu trì. Rủ nhau niệm Phật từ bi, cứ lo niệm Phật tụng kinh cho bền, thì là trần hạ khỏi nạn. Cảm dương sư dạy nay mai đi hoài, đi cho đến nỗi đất cháy. Đến đâu dạy đó chẳng nài lao thân, người đã hết già ân cần. Già trẻ sao chẳng tu thân mà nhờ, nghe qua rồi lại làm ngơ. Ngày sau chẳng khác chỉ tơ rối cuồng,
làm sao mà gỡ cho xuông. Cây ông sư giải gỡ cuồng mở cho, tu hành thời phải cần lo, ơn cha nghĩa mẹ phải toán lo đền. Ơn thầy nghĩa tớ đừng quên, xử cho tròn nghĩa mới nên con người. Vô tình nhiều đứa chê cười, thấy ai tu niệm kiếm lời biếm chê. Đứa ngang nó lại cười rè, thầy mày sao lại đắng về cõi tiên. Lung lăng xem thấy mà phiền, nó ỷ có tiền nên chẳng kể ai. E cho những cuộc đất cài mạnh, ai nấy đạp nói cho mà phòng. Nghèo nàng tu niệm nhất tâm, cũng như có ngọc ngàn cân trong nhà. Cứ lo niệm Phật Di Đà, khỏi tai khỏi họa khỏi loài yêu ma. Nói cho nam nữ trẻ già sang, giàu tích ác Phật nào cứu cho. Đừng thấy tu niệm chê cười, chê cười nào có ấm no bao giờ. E cho như thể rối tơ, không ai cứu đặng bơ vơ kêu trời. Ngồi buồn giải muộn giáo đời, dân an quốc thời thời tôi thanh nhàn. Cầu cho mình để đặng an, đặng tôi trở lại lành trang với thầy. Kẻo mà thương vô như mây, thầy trò hai ngã lòng đây quá buồn. Nào khi nắng bụi bay tuôn, một thầy ba tớ chẳng buồn lại vui. Bây giờ cách trở xa xuôi, là đời lý loạn nên tôi xa thầy. Đợt kia ai nỡ dứt dây, ba tối thời cũng theo thầy không buông. Tuy là cách trở xa phương, lâu ngày thời lại nhớ thương trong lòng. Bây giờ còn hỡi lâm đông, chê cười mặt thế cõi lầm nào sai. Giữ lòng hiếu nghĩa cả hai, đau nào thời cũng vãng lai mới màu. Bên lòng gắn giữ hồi lâu, quân sư phụ tử nào đâu sai lầm. Ơn thầy ghi để vào lòng, thầy trò là nghĩa ngàn năm đã vàng. Dân tiên còn bị hàm oan, huống chi sĩ tử khỏi mang tiếng trần. Địch thanh trước bị gian thần, ngày sau cũng đặng các cây lân vừa kề. Thôi thôi đừng nói ủ ê, giải khuây khắp hết các bề quần châu. Nam mô Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát Bồ. Quyền thứ bảy, ngồi buồn nhớ lại ngồi buồn, mấy lời Phật biểu đối trương ghi vào. Thương thay trần hạ xiết bao, cứ đem chuyện giữ chất cao như thành. Lưỡng thần biên chép đành rành, tội dư trăm tội ai xin đặng nào. Nhiều người thiệt rất hung hào, chẳng kể đầu bạc tuổi cao chút nào. Am dân thì lại ít
vào, cho nên mắt phải lao đao nhiều bề. Thấy ai tu niệm cười chê, thầy hai dạy dội khỏi bề gian nan. Ngặt đời nói việc dị đoan, rủ nhau dùm miệng ngửa ngang chê cười. Cười một mà khóc tới mười, sao không suy xét vui chi bỡ người. Tôi nói chân có đất trời, ngáo cười đọa cửa thứ mười dân ơi. Ngưỡng thang chẳng có thấu trời, xa vào hắc ám biết ngày nào ra. Xưa kia cha mẹ ông bà ở cõi trần hạ hay là ở đâu? Thuở xưa sáu chục bạc đầu, đời nay ba chục tóc râu bạc nhiều. Có ăn lại ở hành kiêu, nói mình ba hộ khí chê kẻ nghèo. Sáng giàu như bọt nước bèo, nghèo mà tu niệm như kèo lòng xưa. Dầu cho sớm nắng tối mưa, cũng là khó thấm nước vô tới kèo. Lung lăng khác thể như bèo, nay dõi mai vịnh chiếu leo bên bờ. Tu hành nào có bơ vơ, cũng như tầm nhầm có tơ bao ngoài. Ở trong như thể lâu đài, khỏi lo khỏi sợ chi loài trong gai. Ác nhân mắt quả mắt tay, nói cho hung ác luận bàn cười chê. Người lành khác thể quý mai, lung lăng khác thể như chai vậy mà. Mai già buông lá tốt tươi, mai non khổ héo tiêu mòn lá bông. Còn đâu mà đợi mà trông, tu hành nào có mang gông bao giờ. Ý tài như đám hung nô, bị tài nhân quý tóm thâu cơ đồ. Quyền cao bằng lý đạo tâm, lầm tay trình tuế mạng giống lại chùa. Châu xương tài sức không vừa, mắt mưu quan thanh phải theo phục tùng. Sư đồ tài phép không cùng, bị tài thúc bảo gợi mà thế nhi. Thành đô tài gã ai bị, mắt tài quân ba thác thì đa ma. Dương phàm nào khác na tra, còn lầm lễ thì quá mà tiếc cương. Trung thần là triệu khách thường, gian thần vừa diệt thiên dương miễu thờ. Tước quyền trịnh thị Nam Dương, bị nạn hàng thì một bây giờ thác quan. Long Dương ở cõi hải gian, khi người thầy bói nên chàng dông thân. Quyền trang tam tạng tu cần, 81 nạn mà không lụy mình. Trịnh Hâm là đứa bát tình, thời sau mắt phải thiên đình sự phân. Dân tiên mắc nạn mấy lần, ngày sau người đặng ấn rồng trị dân. Nguyệt Nga trinh tiết liều thân, gian nan xá kể trong gái nhiều bề. Sau nàng chánh hậu hoàng thế, trung trinh tiết hành ai chế bao giờ.
lãng tâm như mụ di cơ, thác rồi tiếng để nhấp nhơ đời đời, dầu ai có giỏi dối đời. Trần gian không rõ Phật trời cũng hay, trụ dương tụ sắc mê say, nhà thương mất nước quân thần tan quan. Gái như nàng Võ Thị Lan, chê tiếng bông quán sao nàng lại đuôi. Lan Châu vốn thiết là cùi hết cơn, đài đỏ sao ngồi báo ngôi. Vinh giang họ tả chẳng rồi sao lại bị đuổi ra ngoài làm dân. Tu hành giữ lấy nghĩa nhân, mấy đời có đọa tổ tâm của mình. Tham gian hung ác bất minh, hết tài tới hòa, hết tinh tới tàn. Kể sao cho hết vậy mà kinh này nói tích ai dùng thời coi. Mặt tình già trẻ xét xoay, chớ tôi đâu có đồ nồi rút ra. Mấy bài của Phật cho ta, chớ đâu nào có sai hoa đâu mà. Cũng nhờ Đức Phật Di Đà truyền rao, trần thế trẻ già luận xem. Tu hành như thể cái đèn lung lắng, khác thể buộc chén kẹt rào. Thiện ác Phật đã truyền trao, mặt tình thiên hạ ai nào biết đâu. Ở đời đặng cá quên câu, được chim bè ná được cái cầu quên cây. Thân tôi như thể bị đài, bốn phương thiên hạ đông tây tới hoài. Phật cho giải muộn một bài, cuộc đời tôi có ép nài chi ai. Tôi thề có Phật Như Lai, mặt tình thiên hạ dành ai thì dành. Chớ tôi không giật không giành, sao lại nhiều kẻ tranh hành với tôi. Ai ai cũng ở trong trời, phần ai nấy hưởng ngạo đời làm chi. Khoe mình tài trí tiên tri, sao mà theo ngạo cười chi sĩ hiền. Khổ đoạn lại khổ đoạn trường, thấy đời kiêu ngạo mà buồn lắm thay. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, chứng minh trần thế thuở này bình an.